Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị, tại hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hiện có 16 ủy viên Bộ Chính trị, gồm 1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 2. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, 3. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, 4. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, 5. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, 6. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, 7. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, 8. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, 9. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, 10. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, 11. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, 12. Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, 13. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, 14. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, 15. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, 16. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.